Ngay từ đầu tháng 1 năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường để chào mừng đại hội lần thứ 13 của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thành phố Thái Nguyên đã chi trên 2 tỷ đồng giao Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị thi công, cải tạo nhiều hạng mục như trồng hoa cây cảnh, sửa chữa đường điện chiếu sáng, vệ sinh đường phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Hiện nay, nhiều khu vực tuyến phố trong thành phố đã được trồng mới gần nửa triệu cây hoa và nhiều hình ảnh đồ vật, con vật trang trí sinh động. Bên cạnh đó, việc rửa đường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, sơn sửa các biển báo hiệu, vạch kẻ đường, giải phân cách bị mờ cũng đang được Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên thực hiện khẩn trương. Việc chỉnh trang đô thị nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân tỉnh Thái Nguyên đón chào một năm mới với nhiều khởi sắc và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng để đưa đất nước ngày càng phát triển văn minh, giàu mạnh.